Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin vui ha. Xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm ban tín đồ Phật giáo. Nam mô Di Đà Phật. Phút mở đầu trong cuộc giảng hôm nay, thầy xin chúc lành từng gia đình một của tất cả đồng đạo trong Phật giáo và hay tất cả các vị tu tịnh độ ở chùa ở đâu cũng được hết. Tại mình phân biệt. Xin kính thưa quý vị, bài giảng hôm nay không phải là giảng mà bài của thầy triết ra lý đạo là mình đừng phạm tội trời. Một, đi hết cái cuộc này mới giới thiệu được cái khác. Quý vị có phước lắm, hàm chứa đầy những cái phước đức nhiều đời nhiều kiếp. Ngày hôm nay là phút cuối cùng Thượng Đế đã thay đổi đất trời lập lại, thì quý vị đã có mặt còn nguyên thân nguyên vẹn, không méo miệng, không đuôi mắt, không ngọng nghịu. Như thế thì mừng rồi, biết hết tất cả. Nếu mình phạm luật thiên đình, dạ thưa thầy cho con biết coi phạm luật thiên đình là như thế nào. Dễ lắm. Cha mẹ mình là ai? Là trời, trời biển. Cãi cha, mắng mẹ, du côn, làm việc ác, sinh chứng sinh tật, quỷ bán tiền bạc của cha mẹ của mình là của trời ban cho, đó là phạm tội. Ngang bướng, mình ở trong trứng đất ngôi nhà của Thượng Đế, mình muốn lợi cất cái nhà đó, khỏi rước thầy, khỏi kêu ai, mình là mang cái ý của trời. Thấy không? Trên trời thiên thượng, mình thiên hạ, có cái gì đâu. Là đó xin cấp thổ thần thổ địa, mình vừa nói cười đi. Và dùng đất này của đất mẹ, trời cao rộng rộng, đất rộng mình mừng, con xin cấp cái chọi, con xin làm cái gì đó, tại đó sao mình không xin. Nếu mình đem nữa là mình cãi lời trời, phạm tội luôn. Khổ quá. Trời đất ơi, sao bữa nay con khổ dữ, trời không hộ cho con, phạm tội. Gian giái bất phước tầm bậy, phạm tội. Con cháu đi chơi bời, lạm dụng tầm bậy tầm bạ, về đi giá trời, họ hộ cho cháu tôi, phạm luật tội của trời rồi. Còn nữa không? Còn dài dài, mình bệnh đau nhức quá không thể, mình biết cái nghiệp của mình rồi, chặt giò cắt cẩn, làm những con chuyện sắp sinh hại vật, làm một cái chuyện gì đó. Ngày hôm nay mình bình như này, con cầu xin Thượng Đế, cha trời, mẹ đất, Đức Mẹ Từ Bi, tha tội cho con, gia hộ cho con, nhẹ nhàng để con bước chân này đi đến hiền đức học đạo sinh. Cuối đầu thì có bỏ mình không? Mẹ đang cầu nguyện con về đó, ăn được cái máy tính gì đó mà cầu nguyện, bà ra bà dẹp không? Nhưng đứa con nó không tội, bà ra dẹp là phạm tội thiên đình, phạm đình không, tao vẫn để thầu dưới tường. Còn mẹ mình đi tu, mẹ mình không cho tu được, tốt lắm. Tại bà mẹ mình chưa học đạo, và tiền duyên mẹ mình thiếu căn thiếu phước rồi. Mình không nên cự, không nên cãi, không nên trả lời với mẹ, mà phải tìm làm sao
Nam mô đại hiếu một kiệt liền. Đó như vậy đó, mình vui rồi mình trấn an bà mẹ mình vui. Thật ra mẹ mình nhưng trên đôi xuống hay là bà mẹ mình mới đầu kiếp lên, mình phải dạy lời bà mẹ mình bằng cách niệm Phật nhỏ nhẹ. Mẹ ơi, mẹ niệm Phật nghe không? Bà mẹ mình đang gạt tay quýnh mình, mẹ mẹ đánh nặng mẹ té, thôi mẹ đừng đánh con nữa, con sẽ sửa đổi hết. Từ đây mẹ nói gì con nghe hết, và cha nói gì con nghe hết, không phạm tội. Vì có đứa con nó đỡ thôi, bà mẹ cũng không phạm luôn được. Đã như thế, còn nhiều cái sự nghiệp mà mình phạm tội trời mà không biết. Trời ơi đất hỡi kêu tu không được bị ta khảo đỏ, cũng kêu trời. Mình hiền có căn tiên, có số kiếp nghe đạo rồi say mê bỏ ăn luôn đó, thì mình phải tu, phải tâm phóng mình lên, phải tự tiễn đưa mình lên. Bồ Tát La Hán các cấp ta về rồi, ta không có xuống tại đây mà mình cầu lại bái cho người ta cứu đâu. Nhưng tinh khí thần đây, tinh khí thần bay lên. Khi mình bắt đầu chia tay rồi đó thì mình đi lên 1, 2, 3 lên tới đây rồi ngừng, ngừng ở dưới này 1, 2, 3 lên tới đây bay luôn. Bay vừa đến cái cõi không gian mình cũng chả biết cái đó là gì, có Bồ Tát La Hán chư thiên hộ pháp tiếp rước mình về. Vì họ ngán sợ chỗ này lắm, xin kính thưa quý vị anh em mình, kể từ đây nhẹ tiếng nha, vợ cũng vậy, chồng cũng vậy, đối với đồng đạo anh em cũng vậy. Anh đã bị khảo quá đi hành đạo, mình tìm cách an ngồi chứ không có nung đúc mà đưa lửa vô đó, cũng phẩm lực trời, vì người ấy là của trời mà. Trời xanh đất nở chứ đâu phải mình tự có đâu. Đã như vậy, và đừng cúp lời của mọi người, người ta đang nói chuyện mình cứ nghe, cứ nghe đi. Nếu mình học tu cao cả rồi cũng nghe, để chứ mà nói hết cái sự việc của người ta. Rồi nếu mà trong bài đó mình có rồi thì cấp cho người khác, còn mình là người cao cả rồi đừng cho ai biết. Thượng đế phạt chúng sanh khóc ròng vì chúng sanh không biết đời thời kỳ này tận thế và mạt kiếp và quỷ lẫn thần sang. Nó đâu có ở với mình đâu, mình biết nó ở chỗ nào. Nhưng cái linh khẩu này nè, thần khẩu này đừng để, ác khẩu này nè, thấy không, là nó sẽ một tích tắc nó sẽ có với miền liệt mình liệt nhau. Cho nên bây giờ đó, những cái lời than thở mạnh dạn chửi rủa con cái, mắng nhiếc đám riềng, hay là làm một chuyện gì mưa, ông trời này cũng ác nữa nha, mưa hoài à, hay là mình không nói ác, ôi ơi bữa nay trời mưa gì mưa dữ gì, cũng là phạm tội thiên đình, phạm luật, không nên. Cúi đầu chấp nhận, đưa cái đầu hư của mình xuống cho mưa cho chết cho rồi, đó là một bậc gì tu hành. Còn em có đó, đặng mình, lợi mình, khen mình, mình mới chấp nhận cái sự đó là mình tu. Ai chứng minh mình? Chỉ chờ ông Di Lặc Bồ Tát ở tại núi Cấm, ông xuất hiện cái hình đây rồi ông sẽ bay ra, ông chứng minh cho tất cả con đạo nhân dân từ năm châu bốn bể họ cũng phải về đây để họ dự thi cái buổi cuối cùng lập quốc. Chứ đừng nói là ông Di Lặc đó, ông đổ ông nổi đây đâu, nổi đây sao được. Mỹ, Đức, Ý, Tây Tạng hoặc là Pháp, Tàu, tất cả các nước nào cũng vậy hết chứ. Nó cũng có Thánh Ala Mohammed, nó cũng có Chúa Vesuvius kia hay không? Vậy đó, tu mới đi vô đạo Phật, sớm mơ thấy chiều về bận áo Phật nha. Đi tướng Phật, nói sai lời Phật, khinh bỉ Chúa Trời, khinh bỉ tất cả các vị phạm luật thiên đình. Mấy cái phạm rồi thầy có hy sinh, vì thầy biết rằng công cuộc của thầy phải hy sinh, vì thầy mở cẳng ra cho quý vị thấy vết máu nó sẽ như thế nào, nó sẽ làm cho hoại tử liền gãy liền, nó không cung cấp qua bên kia nữa. Máu nuôi xương và chi qua máu tốt đưa về buồng tim, máu
đưa qua phổi, đưa qua gan, tất cả đều đi xe không có dầu thấm, không nhớ xe chạy có được không? Có không? Con người mình cũng như vậy. Mình đã phá tài sản của thiên đình, của trời đất, mình không biết phạm tội. Dạ, con làm thêm 5 tiếng, 3 tiếng nữa là con mua đồ, con nhập về chừng đó. Mỏi hả? Quán xét đi. Cái rồi mai mốt đồ thừa thượng đế, con nó hút sách nó đem ra bán. Trời trời không can thiệp giùm, phạm tội, không biết muôn trùng phạm tội nào của thiên đình. Sao? Quý vị có đồng ý là phạm tội không? Nói dạ thưa con không có tội. Tại sao? Một hạt thấp, một hạt bụi không qua được nước trời. Cho nên hôm nay đó, nói về bộ luật hình sự đời, tất cả biết sai là bị rồi. Nay bộ luật hình sự của Phật có sai, được có sửa, không ở tù. Nhưng mà cái chết là không thể hay cứu được. Vậy đó, bộ luật hình sự đời còn đem ra cho miếng, cho chút ăn miếng này, cái nó nét vô đây. Bộ luật hình sự của trời phải tru di tam độc, phải tiêu diệt họ không còn. Chứng minh giờ là đạo nghe con, mình phải sáng để làm tròn đạo hành. Mình tu niệm không cần so sánh, ở chỗ học đường này con có rành hay không, hay là xuống trước mình mong trách trời tham Phật rồi lòng lắm. Bây giờ phải tỉnh dậy, đừng có mơ màng nữa. Nè, nước ba ha tắm rửa đi con, ngày mai con sẽ được còn theo thầy về chốt năm non yên nhàn. Đã xuống trượt mà rủ nhau hình tàn lỗi tâm, đã sai lầm rồi mà không gậm không xí. Khi trời chữ Phật vậy thì xuôi hướng, rồi độc thủ, rồi mượn người đi dắt dìu. Nếu mình tu, mình không có quyền thương yêu, không ít, không nhiều, không lễ, không xa. Ta tu ở cõi ta bà, ta tu ta biến quá, về nhà báo châu. Tự mình chuyển kiếp, xin Bồ Tát phù hộ thêm. Tự mình gieo khổ rồi đêm mây đêm thở than. Xin kính thưa tất cả đạo tràng, anh em cốt nhục một làng Phật tiên, tại sao ta có ở trần miền, tại vì mình sai quý từ thiên phải đỏ phàm. Nay tu được cứ việc làm ngay thầm, giữ trong tâm bình đẳng nghe con. Sớm hôm đảo qua mình còn khỏi lớn năm núi bởi non thỉnh cầu giữa trời đất nè. Nơi chỗ nào sâu, chỗ nào đậm, hay ở bờ, ở bụi cũng yên. Quyết tâm canh tịnh cầu nguyện, con đứng giữa trời con cầu nguyện hoàng thiên dưng lòng. Gì đâu thoát được một mảy lắm. Nãy thầy dịch dịch cho đạo tầm tưởng trí, về nhà lắm bạc máu đi, đừng kêu trời rồi réo Phật lâm nguy gấp ngàn. Nói cho rõ, thiếp chàng còn phải phụ đạo vợ chồng, đâu có đợi tin thú giàu nghèo. Tu quốc dương thầy nói cứ gieo, sao nội thổ giống dòng năm Việt, đâu có cấm. Nhưng tùy duyên chúng con, căn tiên cách biệt, đã tu rồi quần lại tu tiến. Ngày nay thầy đã báo tìm, con về tỉnh giấc ghi thêm nghe trò. Chính mình tạo đó, rồi chính mình lo mình dục. Hãy sanh được thì diệt được nghe con.
hỏi mình tâm giả có tròn, đừng đi coi bói hỏi con hỏi chồng. Tội, tội phạm luật thượng đế trời rồi đó. Mà mình tưởng mình tốt, minh mông, mặc đồ rất đẹp, còn điện quyền không tố mài. Chết sớm đó con, sửa đổi đi. Thiên nhiên tái tạo ngày mai của trời xanh đất nở. Cha mẹ mình miệt mài tạo ra, tại sao con để ý mà tự nhiên đi phá sáng tại gia thân mình. Ủi cho láng mặt, vẽ cho đẹp xinh, long lanh mài mắt để kẻ nhìn để nó chôn. Tới đây sẽ gặp hoàng hôn, đằng sau con sống trường tồn đấy con. Con không có còn hộ thiên nhiên, chân lý trái đất răng tròn thì nghiền nát cái bậc ấy, không còn hồn linh. Còn mình say mê điện quệ điện kinh, say mê tu niệm để diệt mình cho trong, diệt cho sạch, gọi lòng cho sạch, chùi ngọc đi con để trí sáng khắp trời. Không có nhằm một mãi lắm thôi, vì mình sáng thì từ núi, đất đồi biển cả thấy hết trời. Đề nghiệp duyên mình trả, thấy để dắt chiều người, để bỏ quả tối đen. Con ơi ráng nhớ trong phen, mình tu đừng đợi ai khen nghe trò. Khen không muốn, mà chửi cho cũng không giận. Tập đi con, để hợp giống như trời. Bả định chung danh lời, con ơi nay sẽ mất mai còn tràn ngập. Rồi chia tay gió kia đã cắt, tắt trôi ra biển hồ, con có gặp được không? Một mình đứng đợi minh mông, rồi trên thượng đế trời trồng nhe. Tại xấu hổ, tại lòng người không có biết, muốn tham lam muốn giết kẻ hiền lành đẳng của tiền. Tốt đẹp trăm minh, đồ ngu muội đang giật dành tài sang gia. Mình cũng làm vậy, mình tu tự lực canh sinh, làm ăn, chân chất, mua bán, gieo trồng, quý vị. Chứ đâu có biểu mình phải ở, ở không, tu rồi, tu không làm gì, không làm gì mình còn ăn cơm không? Chỉ từ phụ đức thế ra bổn sư lập lại cái đọc khắc sĩ. Chỉ bữa trưa thôi, nhưng ngày đầy đủ hùng lực, đầy đủ trí lực, thần lực, nhiều đời nhiều kiếp, đức độ cao xa, thấy không? Ngài còn bỏ hết tất cả để đi lên rừng để tầm đường giải thoát siêu độ tất cả, thấy không? Còn mình của ngài dư dục giờ đi lượm về, đi lượm mất, thấy không? Mà còn vui vẻ, còn cặp tay với những người đi lượm nữa, đi giục, thấy ngu không? Giải không? Thì thầy đây nói thiệt nè, hãy dạy nó dạy, ngu nó ngu, đầm tàu khôn. Vì lật bằng tay nè, ngu nè, lật tàu khôn. Không có gì lỡ đó, bằng tay này vô giống, cần, bán, buồn, làm việc, công gì đó. Thì bằng tay này ký, ký tầm bậy là ta ở tù, ký được thu hồi tiền của người ta có không? Có chứ. Nhưng bây giờ mình biết rằng bằng tay này không lật được, đây, bằng tay của Phật tổ Như Lai. Dạ con chấp tay đi, không phải con là Phật, Phật bắt buộc. Con chấp tay là con chấp nhận cái sự sám hối của con. Bằng tay này non nà, bằng tay này tốt đẹp, không dễ gì con người sanh ra cục hai tay. Thấy không? Nếu chừng mấy ngón này đi bệnh cưa. Còn mình biết tu rồi, giữ gìn tài bảo bản thân của mình. Bây giờ bỏ bản thân, bản thân là cái bản đồ trải qua rồi, bây giờ là cái châu thân. Cái châu thân của mình. Cho nên bây giờ mình chấp tay là mình hối hận, sám hối. Con chấp tay là con chấp nhận chịu đựng bao nhiêu sự thử thách để con lên đường cầu Phật. Thấy không? Chứ không phải lợi cái lại như này nè. Xa xa gì? Ai biểu? Làm cái gì vậy? Nói thì nghe coi. Hãy lại phải cúi đầu. Một mình có đâu để ta lại đi. Một mình đứng buồn tủi, nước mắt. Bồ Tát ơi,
Bồ Tát cứu mọi người, cứu chúng con. Con nhờ Bồ Tát thị hiện tầm kinh cứu khổ, cứu nạn, cứu độ. Hôm nay con đứng trước hiện tượng của Ngài, con sẽ hứa con sẽ làm trọn bổn phận, con sẽ học theo pháp của Ngài, thứ tha, hoan hỷ, tốt đẹp, thảo ân, tha thứ, đó không có chấp. Dù mình làm gì Bồ Tát chúc, Bồ Tát cũng cười, cũng tiếp tục cái chương trình của Bồ Tát. Cho nên hôm nay tất cả mà vô chùa gặp mấy vị đó, Bồ Tát này Bồ Tát kia, mừng quá hả. Đánh đi ra ông thầy đó nói Bồ Tát, dạ thưa thầy, cho con đứng nét bên thầy, dạ thưa thầy, con không xứng đáng Bồ Tát, dám nói đi là thành Phật. Rồi ông thầy ông hỏi sao vậy, con còn lừa, con còn gạt, con còn ra bán trái cây quá mắc, hồi chiều này con bán có 1.000, bán 10.000 con gạt, trong đó còn nhúng thuốc hết rồi. Bữa nay con nên vô đây hãnh diện cúng dường thầy mà thầy nói con Bồ Tát, dạ thưa không, con cúng dường thầy con về, con về con sẽ bỏ cái tập đó và con phải theo chân của Đại Đức Thiền Sư dạy. Ông thầy ông nói gì mình, vì mình cúng đi rồi mình về, con này không có đâu. Vô cà kê đó, rồi đem con dê có ngọng, sau này mơ mộng nứt bông mà thôi, con nhớ đi rồi bận tội phải chết, từ đây tới tất kẻ chết người còn, ráng nhớ đem con mỏi mòn cũng gắng, khổ tu cho đậm mới được nhiệm màu tu, ôi hư lâu như hoài dao nó bên, con thầm trong kém nó phải nhà tư, chứ đúng thì giờ Phật tâm sang suốt, đời trong kết cuộc tu mãi đi đời, mình bị giữa dời nạn tai thâm thẳm, đôi chân mình dẫm ở suối Tá Bà, hôi thối kia cả tại sao không biết. Bài này thầy viết thành gọi Nam Châu, anh chị ở đâu cũng dầm cũng giống, đừng nên mơ mộng nghiệp cộng đến rồi, đừng mây miếng mồi thả trôi nơi bãi, đừng để sẵn sàng đức mẹ phân ly, sống để làm gì tạo nguy cho chúng. Bài điều không đúng, đừng lại Phật trời phạm lực, người ơi sửa say gom gấp, còn không tự sốc chết hết nghe chưa, sai binh trời vừa ở đâu cũng vậy, mù quáng không thấy bị cảnh si mê, mong khen mong chê mong trề mong nhúng, mong người dân cúng của cài chỗ đầy, nó súng bao giây giết thầy một cấp, từ đây trời sắp thầy nói chuyện ra là con số 3. Không bắt mua cái gì nữa. Đây, hồi chiều cô Năm này làm chứng, thầy rầy nhưng mà cô cũng khéo làm chứng. Cô vô, cô đem lợi ích cho thầy. Xin gặp thầy, thầy đã không có. 2 tiếng đồng hồ nữa mới gặp. Nếu mà ngoan đạo, cô đã có phúc, cô đã sáng suốt rồi, đã tiếp tục lên. À, biết rồi. Mong gặp để tâu, để trình bày tất cả những phẩm nhân vật từ Bình Phú đem lên. Đứa con mình gỡ 5 triệu, 3 triệu ra nên không, kể từ đây. Nè, chúng con ơi, bỏ thăm cho thầy đắc đạo. Tổng thống bây giờ bỏ thăm, dân chúng lại bỏ thăm thì tổng thống mới đắc. Phải vậy không con? Ừ. Nói như thế, nói ngược lại, thầy sống đi, thầy cũng có một cái việc của Đức Phật Thầy. Ngày xưa trại ruộng 20 hectare lúa, ông đi lợi đi cũng đừng đứng vậy. Rồi bây giờ trại rẫy của mình 5-6-70 hectare không ồn được sao? Trời có giết người hiền không? Mình tự lực khánh sinh để tạo, để sao là một chiến đò. Như đi về miền Trung, có anh em có anh em không có tội lắm. Nhưng nghe thầy dược đi để học hỏi thêm một phần đó.
cái tội nghiệp không? Nhưng mình có xét người ta trong túi có đều không? Thì rừng biển bạc, rừng già để chờ thời cơ để cứu nguy. Đức Quỳnh Giáo Chủ nói: nhà Phật giáo thiếu chi tiền của để dưỡng nuôi con Thảo cháu Hiền. Ngày nuôi ai đó? Nuôi mình không mà. Để xây cất nhà, đất, đai, giường, ruộng, xe, cổ. Thế gì trật Thượng Đế chưa? Thì Thượng Đế sẽ trừng phạt một cách tiêu hồn lặng ngạch. Sao bữa nay bần sĩ hung dữ vậy? Không phải hung dữ. Để khử cái hôn mê của quý vị đó, tỉnh dậy đi con. Trời sắp đặt chúng sanh ráng tỉnh, điều hài hòa nhã nhịn đi cho. Đêm đêm về thầy quá là lo, lo cho đạo bị so thất học. Và đừng có dùng về trách móc, bị quả căng cực nhọc ráng đền. Lịch sử thầy thơ phú đừng quên, tầm chân lý kề bên tự giác. Dịp thù hận mấy trăm tố ghét, đặng theo thầy học đạo mới mầu. Câu kinh này đặt pháp tâm xấu, thầy truyền lại cho đạo bằng thiếp vàng. Kính thơ phú cùng thăm các bạn, đừng liều thân rồi biệt giảng xa hình. Phật ngày cần ai biết niềm tin, ngài vẫn chỉ cho mình tồn tại. Tu theo thầy không quỳ không lại, mong làm sao thượng hải giới trời. Chúng con nghe yêu lý mấy lời, phải can đảm ngày mai thành tiên. Thành người tốt Phật tiên mới hiện, tắt cho sông suối trượt trong lòng. Ngồi tịnh thiền lắng độc tìm trong, ngày giải thoát cứu dầm cứu dâm. Tìm cho thấy mình còn mơ mộng, còn khen chê nghiệp chồng quá đầy. Ngồi tham thiền mình phải biết hay, ta còn mãi nay gầy mãi khổ. Không thương xót kể kinh tu bổ, lo ngoài đời thịnh nộ sân si. Đêm tịnh thiền hỏi lại làm chi, ngồi thanh tịnh diệt nguy cứu thế. Ta thấy rồi phải tìm muôn kế, để thoát ra bởi ái gian hà. Chúng con ơi trời Phật thứ tha, đâu buồn chúng mà tri mà lại. Trời sanh mình đừng ác quái, ngược lại rồi mình lại mình sinh. Sinh vì cha đã hết tâm tình, sanh hồn vía cho mình hiện tại. Theo ma quỷ nghe rồi bị hại, chờ đi con sống nổ tan hồn. Đây là lời của phép chỉ tôn, thầy mang nặng trường tồn mơ nói. Không mê tín không đi coi bói, hỏi gia trung mình vậy nào. Kẻ tham lam rằm bẫy quốc tàu, ngồi nơi giấc mà ai cũng tới. Phạm tội rồi nơi miền thế giới, trời thấy rồi trời biết bây giờ. Mình biết rồi mình lỗi như thờ, lỗi thứ thách là dơ mình dương. Xin kính thưa quý đạo anh em của mình, nhất là mê tín mê muội, đã mình biết mình ở với chồng mình, ở với gia đình mình nắm hết rồi, còn đem tiền ra đó để coi bói. Để ta nói rồi trời vị này sao rồi ta thấy cặp mắt á, ta bắt cái nguồn mà tâm lý chồng con này chồng con chiều về là phát đạt lên, mất giáo không tu hành.
ngu, phải bị tru di tâm độc, làm những chuyện không đúng mà cho là đúng. Đêm của thuyền dân cũng bốn phương, chúng con ơi lạc nẻo sai đường, nãy thì chỉ tầm phương trở lại. Người tu tốt không gì nguy hại, đi tới đâu cứu hải dân tình. Thấy người kia suy nghĩ lại mình no ấm còn người đói khổ. Tu điều thúc ta nên tu mộ, cho người đi hết bệnh mê trần. Đã mê xa lý bỏ thánh thần, còn tạo nghiệp dê quá đầy nhầy. Con mắt có mà đuôi không thấy, con mắt trong lừng lẫy đâu còn, bị trần gian mắt nọ rất mòn. Tâm trần trượt ác đâu còn mắt thánh, tỉnh đi đạo hôm nay cứu cánh. Công tội gì thầy đứng hy sinh, vì thầy nay dung lĩnh thiên đình. Xuống mi kiếp phiền lòng ba tánh, thấy rất buồn người đang so sánh. Lượn với nhau có cánh bay về, uổng công thầy tạo lập sơn khế. Về giả đạo xả mê mơ biết, mình tu tốt giả điếc. Trong chúng ta biết hết chuyện đời, để đánh xa thế tục con ơi. Còn giấc mãi rã rời thân thể, sớm tới chịu khổ tâm thi kệ. Ráng đi con đổ lệ ráng dầm, cũng như kia ôi hồi nuôi tầm. Đúng nhờ nó nhã tớ đền đáp, tu cho tốt mình không có gặp. Lũ quỷ ma có tắt một hồi, niệm Phật trời gian mất con ơi. Hàng rào đó khích riêng không hiểu, nay về đây thầy mình giải biểu. Đừng phỏng đi lực hỏi thiên đình, đừng ấy thân ta sống một mình. Hai quyền tước hại người hiền hậu, bị trời tru từ đây ấn dấu. Thầy nói ra sống thấu mấy tình, không có vui cũng lại không mừng. Dân còn khổ tưng bừng chưa có, ta giải bỏ mở đường chỉ ngõ. Quanh đi con vô đó rồi nhờ, đực khỏe của ta đã thất cờ. Hai cỡ ngửa đúng giờ ngửa mất, vàng là ta đem đi dấu cất. Vàng của đời bay phất quá kìa, chút nữa đây sứ Phật con về. Còn hung ác cái địa trốn lắm, tu giả dối đời nào mình gặp. Ráng hổ thân sao gặp tiên bồng, ở tại gia tu vợ tu chồng. Ráng nhìn nhận tâm lòng cho tốt, tánh xấu xí đừng nên cột nhốt. Thầy hẹn đây mai mốt tiêu tàn, sự con người tham bạc tham tàn tham vàng. Còn nhân ái bỏ trôi không nhớ, tạo ác danh tính là bản sợ. Sẽ trường tồn có nhớ không trò, không có ngờ thượng đế đang lo. Lập phương án sự tò mau lẹ, vì chúng sanh còn sinh còn hẻ. Xưng Phật trời thượng đế nghe chúa, thượng đế ngồi che nắng che mưa. Còn đêm xuống sớm trưa lấy của, đây trời phạt rồi coi bùng tủa. Khắp bốn bên phong tả không cùng, để đuổi theo quỷ quái. Ngày cùng giết cho sạch rồi ba thiên sông, giờ quá xa không ra gọi tâm. Nói tiền sư ông nọ bà này, để làm gì dân thế bị dây. Đem ra cú là thầy đó đạo. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay đó, vì thầy cũng làm được mấy phần rồi.
thì được hãnh diện với cái tâm của mình, càng ngày càng phải hy sinh cho tối cao, vì ngày ở tối cao nó thường chứ đâu phải ở chung với mình, thấy không? Cho nên hôm nay đó đừng nhìn bằng mắt phàm, con phải nhìn bằng cặp mắt thần quan khí, mới thấy được cái ánh sáng, mới thấy được quỷ ma, mới thấy được toàn năng toàn giác. Như vậy chứ không phải hôm nay quý vị về đây thầy rất mừng, cái mừng của thầy nó khác hơn phàm, khác hơn thế tục. Cái mừng của thầy mong cất túc tu mau, mừng con bước đến ngôi trào, lòng qua được giữ sắc màu phai thôi. Mừng, mừng con trẻ học đòi theo giáo lý, mừng chúng con gặp tất cả các ngày giải trí để tu, mừng con ráng nội công phu, sớm mi chiều rạng bậc sĩ nhu thiên tài. Mừng chúng con ngày nay nhân hậu, cũng như con dọn đất lành thì chim về đâu có đâu, linh không linh ở miệng từng câu, ở tâm tánh rồi hầu tâm Phật. Cây quyền linh chết giờ chết giấc, theo yêu ta rồi biến mất nghe chưa, lỗi thôi giấc bậc đại thừa, tỉnh đi thầy nói lớn sớm chưa nghe rõ. Thương, thương tất cả quý vị lắm, mến tất cả quý vị lắm, nhưng thầy rất âu lo. Làm sao con lên được chiếc đò tiên ông? Nghe thầy nhắc nha, đừng có ròng ròng nước mắt khóc bên ngoài, trong có thắt có cuồng. Ở ngoài đời kinh kể đập xuống, ở trong dạ nhưng cái chuồng nhốt khỉ. Thầy nói đây rất là quan hệ, nói rồi về trong thế kỷ này thôi, ở chi nơi chốn chân rồi, bao năm trong kiếp ôi thôi quá rồi. Thầy trở lại về quê thì ai, ai còn gặp chúng con để rồi ngồi rồi thiết, bỏ năm châu họ cũng chưa có biết rạng ánh trời, cho họ tường đi họ kết thúc hồ nơi, bớt sân hận bức bớt lập trận đồ diệt chủng. Phật trời đâu có biểu ôi dân cúng, làm ăn bình thường cũng như như, muốn lên cúp của quại dư, cúp ngôi trời mà cúp không được thì mày sẽ quại hư nữa mày. Con đồ đi rồi con thấy chết bay chết đó. Nè, núi còn rã mà biển tắt hết rồi, rồi hồi hộp hay không? Đang đi thiêu chất giữa đồng, đang đi xương cốt hoài không sụp liền, qua nổi thượng đế không có? Mà không ráng làm hiền, cãi cha nè, chữ mẹ nè, giao liên với yêu tà, rồi lại bán cửa bán nhà, đem chui giữa biển giữa quỷ mà đó rồi. Tiệt đạo, đạo có tu đó, về hồi giải chúng. Nếu mi cãi lời, ắt cũng không nên đem thay mi tử hình chết giữa đền. Ta không đến vì ta dưng lệnh trời lệnh Phật, giết mất đi cái kẻ nó không thành thật, nhưng bất hiếu với cha mẹ rồi đừng nhìn nhận nghe chưa. Sớm chiều không chịu, ban trưa chiều về tắm nước cơn mưa của trời. Nếu biết khôn á, dịu dời hiền hậu, nếu biết mình là con rồi đặc dù cha mẹ cũng quấn thấu đi đâu, cũng cam cầu chịu dài dầu, đừng mở cửa miệng đâu đâu nghe trò tội lỗi lắm đó. Tại mình đâu có lo, đâu có biết, nay đến ngày quái kiệt thầy gian, nếu không tin đạo bớ đạo tràng, về thử thách ít màng rồi coi thử. Sau đây người hung ác làm mồi cho thứ dữ, đâu có được trường tồn mà tìm sử như lai. Bây giờ tu mãi tu hoài, tu tỉnh đi đạo đừng sai, thầy buồn sao thầy không cho nào gặp nữa. Dù nước mắt có tuôn, trước khi thầy dạy mà ngông cuồng không lo,
Bây giờ thầy đóng cửa kho, không còn vàng nữa, đừng lo kiếm tầm. Kiếm thầy tổ gặp liền à, ở trong tâm. Đức thầy hoặc thầy cũng vậy, đừng tầm đâu xa, hay là tổ Phật Di Đà, con ráng niệm Phật là nhà bảo châu. Tổ cất sẵn, để lâu không ai tới đó. Bây giờ mình nghe lời thầy rồi, mình về thế giới A Di. Cứ niệm mãi, niệm hoài, niệm lẻ mau đi, ăn cũng niệm, ngồi thì cũng niệm. Di đặt vô việc niệm Phật đáo ẩn Tây Phương. Đừng đi vắng lặng con đường, hay ra chợ búa ngồi cưỡng ngồi thuyền, hay lần chuỗi lên xe người ta đông lắm, mình bận áo tràng đồ cái đem ra chuỗi vô, miệng lầm thầm nhắc nhép nhắc nhép. Cái cũ lắm rồi nha. Đức thầy của nó tu theo lối cũ, hồn về diêm vương. Cái đường lối cũ kỹ ích kỷ của mình là một, tập theo cái thói tu hành mua trời bấm Phật không nên. Mình phải tự hào, tự cho mình là Phật tâm, Phật tánh, Phật lập. Ý mình là ý trời nha. Đó, ngày hôm nay trong cái khuôn khổ này nè, tiểu thiên địa là chính mình nè, trời có gì mình có lấy hết. Phép của trời cho mình thì mình sẽ lấy cái phép trời ấy. Mình phải tạo làm sao cho ngày tân phong lên, con trời học làm trời, về trời. Ông cha mình, ổng có cướp cái ngôi của mình không? Ổng dạy mình học đi con, nghề của cha nè, ngày sau còn nối lời nghe chưa. Trời Phật cũng vậy, đâu có cướp. Ngày nay Phật cũ nó về, về nghỉ về hưu rồi. Trăm đời muôn kiếp cũng phải về, gió trụ này trăm ngàn muôn kiếp cũng phải thay đổi. Vì cái nhà nó quậy hư rồi mà. Để làm chi? Cho nên hôm nay thì thầy cũng nói hơn lớn tiếng và nói nằm mà nhẹ, chứ thầy không có gặp cái gì nó mua gì đồ Phật. Phật không ở mua miếng. Chào con, chúc lành sức khỏe bao nhiêu đó đủ rồi. Còn gặp thầy đừng chắp tay xá 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 bên ngoài, loạn lạc bên trong, không cú giống cú dòng giả vui. Đừng đi con, lưỡng ư bất thối trở về miền, rồi sớm tối đò đưa. Học xong mỗi đạo sống trưa, con vượt bậc đại thừa, có ai biết được đâu. Nhưng cứu khổ đưa họ qua hố sâu bể ngàn, họ vô tình là người bạn của mình, sao bữa nay lại quá tâm tình, vì họ đắc đạo tròn mình thân phần. Còn mình tu giả, mình nằm nhiều trận, khi động đất gian trời, mình chết bỏ nhân tâm. Kêu ai xuống cứu bản căn, mình kêu mình cứu được có năng nhân thầy buồn. Giờ mình như con thú, mình ở trong chuồng nữa. Vui gì hả? Vui gì mà mình không ra rừng được, mà luôn tuồn được thông. Ở trong rừng bị kém, bị công chờ giờ, vào búa cạo lòng đó trò. Mình ở trong cõi ta bà này nè, giờ mình có tự do, tại mình không có đăng ký, tại mình không có lo học hành. Mình giờ tâm nhớ cảnh thanh, đi cùng thầy tổ bước nhanh con khờ. Thầy đem con về thế giới tự do, hết hững hết hờ, hết đổi hết chờ, hết cảnh chê khen. Tây phương đâu có đốt đèn, trăm hoa ngàn lá rồi đua chen mọc dần. Tây phương cảnh đâu có chứa ngu đần dại dột, diệt phẩm phu mới tìm một chốt của Phật đường. Dài giang hà nhiều lối nhiều mương, con rắn tránh là anh hùng không tên tuổi. Dám nhảy xuống đó đó để cứu người dung rủi, họ chết kia kìa mà mình không có hỏi lung lay. Biết rằng con của Như Lai sông cầu để giúp chúng ngày mai có thàng. Trên thiên cung Đức Mẹ lẽ làng, nơi cảnh Phật có hai hàng Bồ Tát.
thì chưa có rõ ràng, chứ không phải thoát. Phải tầm về để giải thoát bên trong. Bữa nay thầy nói đau lòng, nhắc cho con biết sự không rất còn không mà có. Chúng con nên biết nó còn nguyên thân mà bị diệt, bị tàn. Đừng có lo ức triệu của già, có ít cũng vậy nha, hay có nhiều cũng vậy. Đừng đâm nhiễm, nhưng mình còn mình thấy mình giữ cất đây nè, đi cứu quả bản thân. Lúc thì bệnh tật rần rần, đói đau không còn nuốt, rồi bệnh thần không thuốc thang. Tỉnh đi đâu? Đây là cái bến trần gian, gian chứa. Tỉnh đi con, cử như hung, không có bữa củi chữ trời. Tỉnh đi rò dù thất bại nơi nơi, con nguyện Phật nguyện trời, con quỷ kiếp. Để đổ lại chiếc xe cho kịp, xe đời này cũ kỹ quá mòn. Dẹp tụi đi đổi tinh chất nha con, đổi tâm đánh cho tròn ý đạo. Nơi thiên đình ôi thôi đã vào, tiếng giang cầu con thảo lòng ngay. Làm sao mà học được bài thì con mới xứng đáng ngày mai là người. Đang cố gắng mình vui tươi là trả nghĩa đó. Mình buồn nó sanh nó nhiều công chuyện lắm, may miệng rồi chơi thù người ta năm bấy kiếp thù hoài. Bây giờ giúp giúp đừng thù nữa thì thối lại mảnh đất. Trời thay đổi, đất đai thay đổi, cục đất mình cũng phải đổi, đừng còn. Nếu ai độc ác, sanh sự chưa tròn, thì không khí độc nó sẽ hao mòn, tiêu diệt. Vì mình nhận mình tu nó vô mà. Thấy không? Mà mình không biết. Còn mình có gặp độc đi nữa rồi, mình có thuốc giải nghe chưa? Dù cho bệnh tật sớm trưa hay là tai nạn, thì Bồ Tát cũng đưa mình về. Tỉnh với con, bỏ cái má thửa dây kề, đồng tu nhất nguyện lời thề. Mau mau để con trở lại liên trào, để con quý nguyên làm người tốt, ngày nào tân phong. Từ đây báo tốt mưa giông, thầy ra một kế thầy trong, thầy buồn buồn cho chúng đang ở trong chùa mà không hay biết. Buồn chúng sanh cương quyết lỗi trời, tạo việc làm để có nghỉ ngơi, để phe sắc phe thời màu đo. Nhưng mình không có thương nhân loài cây cỏ, làm sao mình thống chế được mình đồ nay đó mai đây. Tỉnh đi đồng đáo cánh chê, đừng làm thầy buồn thảm giờ này thầy đi. Từ đây mình gặp gian nguy, nhưng mà tính trí tôi đi hết liền con ơi. Đừng có chính chuyện, mình tu mình biết mình khuyên lấy mình. Còn liều lĩnh không có tin trời Phật, còn dùng lời lẽ này trong những người nè bẩn chật ghét chê. Mình tu đừng làm kẻ không mê, Phật đi tới đâu đó Phật vui về chuyển lưng. Phật đi tới chỗ nào đó tốt đẹp lắm, nhân dân mới tánh vui mừng, để ngày sanh nảy đạo nha. Đó, dù rừng hai lâu, đêm khuya thầy đã thêm sầu, sầu cho bốn biển năm châu. Bây giờ thiệt cao trí đức á, cao trí huệ nó mới dựng cờ phấp phới. Tàu máy bay nè, xe cộ nè, tàu về trong thế giới sáng trung. Nhưng dân dân bá tánh vui mừng, còn thầy thấy như vậy rưng rưng châu mời. Mày là tiên đó, mày thoát kiếp xuống đây nên mày có tu nhiều đời đó, cho nên mày ở ngay cái chỗ mà thịnh chỗ yên ơi.
phỉ tâm phỉ trí như lời đó thôi. Bây giờ không tỉnh còn lôi, còn muốn chiếm của cái ngôi thượng hoàng. Mày sẽ chết, đừng nghĩ ta sẽ lấy bộ trí này, ta sẽ tạo qua của qua vàng. Vinh quy tranh chấp họ hàng điêu lên, tại sao không trao trí cho bền, để rồi tu tịnh kề bên thánh hiền. Đạo Thiên Chúa nè, Thiên Chúa là rồi Mohammed, Đức Chúa Vishnu, mình có kinh không? Không được quyền. Thánh là thế không? Cũng có đạo, có cố vấn, có thầy, có tổ hết. Vì thiên đình sẽ sai xuống cho ở cung trời nào phải có cái người đó để đánh hội dạy. Mình không nghe, mình học giỏi các mình nghĩ tài, mình về đối với anh chị lắng nghiền cha mẹ mình đó, mình khinh bỉ cha mình không biết gì, cái xe này nó về kia, cái máy này đem này kia, phạm được trật. Còn nếu mà mình biết con học giỏi, con biết máy móc này xảy ra như thế nào, cha để thỉnh thoảng rồi mình tính, nếu nó nhiều đem này có ra đại thù, nếu ít thì con ở lâu đó, con mở ra con làm này đồ bỏ. Có gì đâu mà sợ, tôi làm một chút mà phạm lực thiền định. Một câu nói thôi thì quý vị sẽ thấy tại sao người như ta câm, tại sao người như ta điếc, tại sao người như ta mù, tại sao người như ta lớp đi không được. Nó cũng có cái tần số, nó cũng có cái cũ cái mới, cái dương nghiêm và cái hiện tiền, mình sẽ bị báo ứng. Mùa màng đất hết rồi, đất phù sa, gieo gì hưởng đấy. Ngay bây giờ mà quý vị gieo được, quý vị đợi đi, nó sẽ mọc liền lên cho quý vị thấy. Cái gì đó, gieo ác gặp ác, gieo thiện gặp thiện. Đó, bàn tay này chấp lại, không còn quấy. Hai bên đây, tả, hữu. Hồi xưa, tất cả các cha mẹ của chúng ta nói vậy. Nè, tay mặt tay trái, thả ở đâu, hữu ở đâu. Thả là đây, hữu. Thả hữu, thả xong hữu được. Chứ không phải tay đó để làm quấy, không phải tay đó để xích cờ, mà bỏ quên đi sơn hà xa tắc. Đâu bằng tay của mình rồi rủ thắt từng cơn. Đừng mê tiếng quyển tiếng đờn, con ơi tỉnh dậy đừng thua hơn trời buồn. Ráng đừng gây nữa, ráng tập tường tu học, cùng anh em cực nhọc với nhau, rồi nay mai trời lập tái trào. Ta đứng giữa họp nào kỳ ba nguyện, giờ mình nhìn đi đừng nên lớn tiếng, ráng tu hành đừng lập chuyện trong gai. Dệt đi tấm khảm ngày mai, khảm tình thương chúng rồi khảm nái nguyện cầu. Dệt đi con, ngồi lâu thì nó vẹn, khéo tay thì nó rất bén rất thành. Dệt đi tấm khảm hiền lành, ở không tạo nghiệp dây quanh thú cầm. Lỗi thượng đế đó, rồi mình không làm gì nhầm được hết, cứ cầu hoài, thấy không? Thì như con ếch nhốt chuồng sắp lột da, con ơi trận đồ thế chiến thứ ba chắc rằng phải bị nát tan linh hồn. Chừa những bậc biết khôn biết sửa, chừa những ai khói lửa không mèn, miễn làm sao cứu được gia vàng. Dù một chút cũng là đảo tràng người tốt đẹp. Mày cái tâm mình đừng nhỏ hẹp, thì trên không gian trời dẹp cho mình. Được thân phong về cõi thiên đình, có cái ghế nè, có sân trình mình dự thi. Đang độc lửa ai là người đại trí, mà còn phải đại hùng đi cứu chúng qua sông. Con ơi đi sắp tới đừng có mong,
Nếu mình chân chất thì coi thuyền rồng hiện ra, nơi miền mấy núi kia cả núi vàng sẽ đất nở hiện ra. Đã đền trời đất Phật không quên người hiền hậu, đã là hộ rồi mà còn ấn dấu rõ ràng. Tại chúng sanh bạc bẽo ngược ngang nên trời trị không phục hàng phải chịu. Ai tạo ác thấy chưa, giờ này lo liệu trốn đi nghe người một chút xíu sự phong. Nè, đi xe nè, đi đâu nè, ở xa, ở gần cũng tiêu cũng diệt hết đó. Không cần phải la lên, con ơi niệm Phật cho bền. Mình là người chung thì ráng đền nghiệp xưa, bỏ rồi cây kết gió mưa, lên thuyền thầy đợi sớm trưa nghe trò. Ráng tu học biết không, đừng bị xó là vợ. Chăm chú bài rồi nhớ nghe con, sau kinh nấu sự cho tròn thì con sẽ hết nghiệp vì mòn sẽ thân. Từ đi lớn đừng có dở dang nói dối, mà một tiếng đi tiếng nói của mình phải sám hối liền liền. Lời nhỏ nhẹ giờ là của Phật Thánh Tiên, nói khăng khắc là quan hiền thần đó. Còn mình giàu có của tiền bo bó, đem cất giữ để dành, rồi mình tội ái con mang. Nếu của tôi đó, tôi đi làm cực khổ lắm á, đêm là ngày đó đó, để dành dựng. Nhưng mà mình phải cứu nhân sinh bá tánh buổi cùng, là một vị anh hùng không vỗ ngực. Biết rằng mình cho họ gạo rồi, mình đổi cơm khổ cực, ráng chịu một hồi rồi đức dược ực thần tiên. Tại vì con bó đau miền, con theo thầy tổ nối liền, học tu học sáng suốt chứ không có học ngu bề bộn. Thấy mình mới có thử thách gì nguy khốn bỏ chùa, đó là một vị tu hành đồ lại bán mua, hãy đắt giá đó. Thì mình lại cầu lại Phật, con thu thì về đi rồi không tỉnh giấc chữ lại Phật. Người thần muốn sự nghe, bây giờ họ quá mê khôn, trăm muốn ngàn sự chưa thồn đâu đâu. Thầy cũng về, thế giới lượng thầy tâu, bao nhiêu trăm kiếp còn hầu xuống đây, cũng nhờ đức mẹ cùng thầy, nhờ ơn thượng đế bây chạy bàn ra. Con xuống ở trần giả bao nhiêu kiếp, nam mà quá nữ kiêu kỳ mất cho kịp độ nữ nhân. Nam nhĩ ta không khổ không cơ bần, còn người phụ nữ lo gần lo xa, lo rồi tốn thiếu đấy mà chữ che mắng mẹ vợ đà đòn con. Tội chưa giúp mình còn lưu mày đi bán buôn rau cải ngoài đường, cần không cùng không được mà cần non để kiếm chút về nuôi con nuôi cả. Thì hôm nay thầy nói với Bồ Tát Quan Âm rùng rã, Bồ Tát ơi chuyển kiếp cho người nữ đã về quê, chuyển đi cấp cấp bây giờ để về năm giới đăng kề ngày sau. Nữ nhân khổ sở với ý hậu, bây giờ tu tịnh thật cao phép màu thì về đừng bỏ đôi câu. Tu đi rồi thầy nói để dẫu không lượng, xin Bồ Tát hiện thân quá độ mến thương, chỉ mọi người để thoát kiếp trần đường về quê. Ở đâu chúng chẳng không chê, để rồi tu tiếp rồi đời thề không sai. Nữ thì quá lại năm trai, để cho nhẹ nhẹ thứ lại kịp rồi. Thầy nói mà, thầy nói kỳ này thầy kiện vô, nói tiếng kiện thì thầy nói được, cán bộ nói được, chúng con nói được, chống đầu thi hành công vụ, chúng con bị tội, thầy nói được.
Thầy gần quá. Và thầy cũng ở trong nội thất đó. Con hiểu. Thầy nói được. Thưa Bồ Tát, kiện các Bồ Tát xử lý. Thầy là một người trung tá, thượng sĩ hay gì đó, dẫn đoàn đi Campuchia, người đi qua bến giết giặc thù cứu quốc, đem lại xương hạt sọ tóc, đội bom đội pháo vượt ải qua đèo. Còn các anh ở nhà tổng cục đó, anh ngồi bộ quốc phòng phải không? Còn hư không giúp đỡ mọi người dân chúng, còn thu gấp tấp mọi lần. Tôi sẽ kiện Quan Âm Bồ Tát. Ai vậy? Dạ thưa con là Bần Sĩ, vị động lòng người, con xin quan hỷ bà ơi. Thấy người không có chút lời, thấy người không thương xót Phật trời nay mai, nên con buồn tức quá. Con nói hư sai với Bồ Tát, xin Đức Mẹ ơi giải thoát cứu miền, cứu nữ nhân trở lại cung tiên, đừng rõ kiếp lễ tiền nhiều năm tháng. Chính con Bần Sĩ, con đâu có chán. Khi dân lệnh xuống Phật rồi, con chịu sự đắng cay. Vì nay nợ thế không dây, Bồ Tát ơi thì hiện trước ngài người hiền. Xong rồi rước con không? Còn bây giờ con còn đang chống cự, con còn đang đi cứu người dữ lại làm hiền. Bồ Tát phải tha thứ ra độ liền bình dân. Dù xa hay lại dù gần, con là một vị cơ bằng nghèo thô, nghèo tiền của dân, con dạo lầu đạo đức, nghèo khen chê còn con vượt bực lâu rồi. Biết trong trời sai xuống mẹ ơi, phải chịu đó nam thời quá nữ. Nhưng phàm trần này con không tích trữ, con thể với mẹ hiền học hay chữ từ bi. Hàng rào con phá vậy thì vườn kia con gieo giống đại từ Như Lai. Bên được có nghe không? Có nghe cầu nguyện gì không? Ra người kia là chữ lộn ào ào, ra người kia là cãi ào ào, bưng chén ra đây đạp cẩm, bà đạp chén thua ai? Đạp cẩm thua ai? Thấy chưa? Có một phút giây đã thử thách quý vị. Đó. Thì thầy nói đây phải ráng nghe không? Vừa nói nhỏ, vừa nói to, vừa giảng, vừa dạy, để chỉ cho quý vị một niềm cơ phú sau cùng này trời tru đất diệt. Đừng có sợ, mình con của trời chánh đáng. Mình giúp được dân trời, mình hy sinh giúp đói, giúp đau, giúp thuốc, giúp men, chia sẻ. Chứ con không có lấy của trời là của chúng sanh này để con xây mồ, hay là con xây to lâu đài, 10 tầng, 5, 70 tầng, sống đi coi như đạo. Bình luận chứ chưa kết luận. Sống coi đi đạo, đi dạo khắp miền, rồi đến cũng tiên thì mình ăn ổn. Giữa căn giữa bộ không tốn xu nào, đi Nhật, đi Tàu, đi Tây, đi Mỹ. Nhìn coi cho kỹ, mấy nước cũng hiền, có nước cùng điên sanh ra độc ác. Nước thì bôi bác xưa nọ không tu, làm thú cần cù ở rừng tha mạng. Bây giờ biển cạn ô thấy hai hôn, trần truồng giữa rừng ôi thôi ai dẫm. Đói đau suy gẫm, bệnh tật mỏi mòn, các nước nó còn cốt thân nó thu. Bây giờ chăm chú thầy nói thiệt ra, có nước như Nga, như tiền, như thân, phải chi tu tánh thành lập đạo nhân thì đã về gần. Nó nâng cao cả tâm phong, nó đã về giữ hội trời. Bạc ác vậy thờ từ đây tiêu hết, dù bò, dù lết, dù chết, đừng than. Sinh sự ngụy trang thì trời phải diệt, từ đây cách biệt thầy gọi năm châu. Anh em sống lâu cùng chung huyết thông, một nhà không trống võ trụ của mình,
kính phục thiên đình mà sinh ra sen. Còn mấy vị đáng mi biết ai sai, đức mẹ hằng ngày tạo cho vật phẩm, thượng đế trên đã gẫm tạo trí thông minh, ban thưởng cho mình ngày xưa tu niệm. Bây giờ giao kiếm súng đạn liên miên, vũ khí đại liên bắn ngay con Phật, thì là không trật thượng đế sẽ đài. Hôm nay cũng may sống dài coi thử, mình học hai chữ đừng bỏ nghe con, thầy nói có còn hay không cũng được. Chúng con làm phước đuổi rượt gian nguy, đừng cãi lời thầy đêm nay thầy nhắc, đừng nghĩ có cách đều lại có xu, còn mình lo tu cần cù xấu hổ, lông qua nhị chỗ có mặt đạo đồng, tránh bão mưa giông còn nguyên còn vẹn. Phong thần không thẹn, vị trí tam vọng, quan âm nhìn trong ngăn dòng bão gió, ngày đó có bỏ hiền hậu nghe con, bữa nay vuông tròn lời thầy kinh chúc. Ráng suy nghĩ đi kết thúc đừng phạm luật trời, đừng có dịu dời mê chơi bỏ mạng, biển sâu còn cạn núi nọ còn băng, thì nằm thi văn tròn vẹn giáo lý. Nếu không quan hệ ai ai dám giao cho, thầy bớt chiếc đò rước người chung thủy, rước anh với chị có trí sáng lòa, không rước cửa nhà vàng thu bạc lượng. Đừng nghĩ sung sướng bị vướng đấy rồi, đừng nghĩ thầy ngồi ở bình yên nghe đạo, linh hồn thầy dạo bốn biển năm châu, dù đỏ đâu thì thầy cũng biết. Bài này thầy viết tặng đảo bốn phương, nhiều nỗi đoạn trường lo tu sẽ hết. Anh em đoàn kết mê mết với nhau, mê sự tu nào mê danh mê tướng, hạnh tu phải có đường dưỡng quỷ tà, tướng đi phục hà niệm tâm di diệu, nói năng phản chiếu ôi hở phóng hào, dù Mỹ hay Tàu sau này thương hết. Thôi đầu đoàn kết từ giả trứng con, sức mọn hơn mòn thì đâu cũng có ngại, đừng quỳ đừng lại giả dối bên ngoài, cúi đầu được rồi mình sai hay tỉnh. Thôi thầy xin kính chúc lành quý vị nha. Đây là bài đừng cãi được trời, chúng ta nghĩ nước nôi thầy nghĩ xong mời vào trong hội trường. Thầy cho biết thêm một phần là đừng phạm chúng sanh, có khi ăn cướp lời của chúng sanh, có khi giật chúng sanh trên tay cãi. Mình có thần quan điển quan, mình có trí, mình có tâm chưa, mà mình dám xen vô để mình cướp cái người hiền người ta đang nói. Nín lặng đi con để tìm sâu, lời thầy dạy dỗ trên đỉnh đầu, nhìn người đi trẻ mong đắc quả, lắm để nghe người nói đâu câu. Còn đây cũng có đâu, ta đang nói sẽ vô, hay quá. Anh tu hồi nào giờ anh biết cái gì không? Tôi không biết. Anh ăn chay nay bao nhiêu năm? 50 năm, chưa được một ngày. Cơm, đồ ăn, cái gì cũng mặn hết, mà đâu có gì chay đâu. Cái tâm của mình à, thầy chỉ nói nhớ chân tâm. Bài bổn bây giờ nó cao ngút trời, thầy nói tới chừng thầy đi cũng vẫn còn nữa, vì văn tự này không phải ở đây. Nếu mà cái máy này còn tiếp tục, bộ đàm sẽ đi đến cho mình. Và quý khách ở đây thuận hòa nghe tu niệm thì đài đó sẽ phát hẳn lên. Còn nếu mà quý khách chán chê và không hiểu lý, không hiểu gì thì tắt, chứ không có gì hết. Xin kính mong quý vị, bây giờ thầy thấy quý vị thì ghét quá, không có thương. Ghét thiệt á. Thầy sao con đến gặp thầy nè, con cúng nhường nè, con gánh đồ mà thầy để ghét con.
ghét những bậc biến lời không tu niệm, ghét những ai đi kiếm thần linh, ghét chúng con là ghét bỏ cái tật linh linh. Thầy thương đạo mới thuyết trình ngày năm tháng, gặp đồng đạo thầy đã có chán, nhưng ghét kẹt vô tình chưa mỹ mãn chưa yên. Mơ tu mơ cốt chánh quyền, muốn tu muốn thành Phật liền liền được sao? Đừng cho ta bậc anh hào, hay là tu niệm lào lào như trăm kinh với kệ thường hành rất tiện, mà tâm linh mình không có nhiệt quyết âu lo. Đó là một thời con đò, ráng đi con nhé, rồi chuyện trò thầy thương. Thầy được đạo đến Tây Phương Cực Lạc, vì biết trái đất này đã mục mạc rồi trò, hư nào đâu mà sự âu lo, không phản chiếu để chuyện trò cùng bạn thiệt. Gặp một chút về cả tháng, hai ba tháng đoạn thiệt, không có nhắn thơ chúc lành, hay là giúp việc quyết để ghi, không một lời an ủi bạn thì em ơi tu niệm để thầy thì thầy buồn. Thấy không? Chịu ghét cái đó đó, nghe không? Không có gì tu rồi đó, ẩm bồng cổng chứ có ghét gì đó. Hai lý đời và đạo. Thôi thầy xin chúc lành tất cả quý vị. Hồi nãy giờ kiểm đồng hồ qua được hơn một tiếng hay không? Dạ hơn thầy. Hơn dạ, vậy thì bữa nay thầy đại cặp giò này, đám lý ra là bác sĩ nó không được đúng 15 phút, nhưng thầy cãi cái này nè, cãi trời cứu dân trời, lộ thiên cơ cho tất cả chúng con biết là phạm tội. Nhưng con phạm tội mà con trốn cha đi nhập cảnh nước ngoài, ra ngoài con rất là học hành giỏi, con rất siêng năng, con rất là để phục hồi về cố quán, giúp đỡ trường học đường đi người nghèo và phò lại cha. Cha ơi, nay con về rồi này cha, hồi trước khi mày đi mày lũ manh, mày ăn cướp, tao không nhìn cha. Cha ơi, con quỳ dưới cẩm nè, nay cha nhìn con nè, rồi cha nhìn con rồi nhìn vợ con nha, nhìn con nè, con trốn cha đi, nhưng con hối hận, con sẽ làm nên sự nghiệp để con về đền bù ân cha nghĩa mẹ, có đúng không? Thầy cãi trời, khuyên dân, hy sinh cứu chúng, trời không giết thầy đâu. La một hồi không, nó tha nó đi, vì nó tận tình với con cháu của mình mà, có đúng không ạ? Thôi như vậy nha, cạn đời chưa cạn đâu, cái ao này tắt biết chừng nào ao thất bảo không cạn đâu. Chúng con cứ tu đi, nếu không được gặp thầy là những bậc không được gặp thầy, để đây rồi thầy giảng cho nghe. Xin mời quý vị.